kinh trung ấm kinh trung ấm quyển thượng phẩm thứ nhất như lai năm hoàng thể nguyện vào trung ấm giáo hóa tôi nghe như vậy một thời đức phật ở phía bắc cách thành ca tỳ la bà đầu sông thọ bốn mươi chín bộ vào ngày thứ tám lúc nửa đêm khi sao mai vừa mọc đức như lai thoáng chốc rời khỏi toái thân xá lợi như năm pháp hoàng thể của chư phật khi đức phật giáng sinh thì sáu phương trời đất đều chấn động chư phật mười phương đều đến phù trợ đây là pháp hoàng thể thứ nhất thế nào là sáu phương chấn động phương đông nhô lên thì phương tây lặn xuống phương tây nhô lên thì phương đông lặn xuống phương bắc nhô lên thì phương nam lặn xuống phương nam nhô lên thì phương bắc lặn xuống đương lúc đức như lai vừa cất bước chân đi bảy bước thì thiên hạ rung chuyển chư phật mười phương đều đến phù trợ đây là pháp hoàng thể thứ hai đức như lai đến dưới cội cây bồ đề ngồi thế kiết già ngài nguyện rằng nếu ta không thành phật thì sẽ không rời khỏi nơi này lúc đó trời đất trung chuyển chư phật mười phương đều đến phù trợ đây là pháp hoàng thể thứ ba tên của như lai mà ba tuần tuy nghe mà tâm không hoảng sợ với thể nguyện lực này nên trời đất trúng động chư phật mười phương đều đến phù trợ đây là pháp hoàng thể thứ tư Đức như lai xả thân thọ mạng, thì hiện diệt độ, vào trung ấm thân giáo hóa chúng sanh, lúc này trời đất trung động. Chư Phật mười phương đều đến ca ngợi. Đây là Pháp Hoàng thể thứ năm. Bây giờ Đức Thế Tôn nhập hỏa diện tam muội, khiến cho tất cả chúng sanh trong ba cõi như trời, rồng, quỷ thần, Atula, Chân Đà La, Càng Thác Bà, Ca Lưu La, Cưu Bàn Trà, Phú Đơn Na, Nhân và Phi Nhân đều thấy Đức như lai ngồi trên hoa sen báu. Lúc đó Đức Thế Tôn hướng về xá lợi mà nói kệ rằng, ở trong vô số kiếp, địa chủng này nuôi ngươi, nay ta từ giả ngươi, mừng như trắng lột da, trong năm đường sinh tử, nơi nào cũng có ngươi, tạm thời được bỏ thân, tịch diệt nào tham trước, quy thần vào địa giới, ngươi không được độ sao. Chào ơi khổ biệt ly, sống chết mãi quay quần, oai thần chư Phật đến, vô số nơi để độ. Khi Đức Thế Tôn nói kệ này xong, từ giữa lòng bàn chân lên đến nhục kế của ngài phóng ra 84.000 ức hào quang, soi khắp 3.000 đại thiên thế giới, cho đến hư không giới, chúng sanh trong cõi này đều thấy được ánh sáng, hoặc có vị tìm ánh sáng mà đến, hoặc có chư Phật sai các Bồ Tát đến cõi ta bà. Bây giờ Đức Thế Tôn quán chiếu ở bên trong, thân trung ấm này rất là vi tế, chỉ riêng Phật Thế Tôn mới có thể thấy được. Cho dù chúng sanh ở bực hữu học và vô học, nhất trụ, nhị trụ cho đến cửu trụ cũng không thể thấy được cảnh giới kia. Ta nay dùng oai thần của Phật nhập chiếu minh tam muội, khiến cho bốn bộ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Ưu bà tắc và ưu bà di thấy được hình thái vi tế này. Lúc này Đức Thế Tôn lại nhập vô ngại định. Ngài quán chúng sanh ở trong không giới khi sanh khi diệt, như chỗ hành cấm giới của các như lai, hư vô vắng lặng thì quán bất tịnh tưởng, 170 hành khổ gốc từ nhân duyên, cho đến thập nhị sanh tử trói buộc chúng sanh. Ngay đây Đức Thế Tôn bèn nói kệ rằng, này đang nhập vi diệu, trung ấm hình cực vi, hóa độ chúng sanh kia, hơn ở diêm phù đề, thường tướng vô sở trước, lạc tướng không vô định, kiến lập nền đạo đức, lì trần không tham đắm, vốn từ vô số kiếp, cứu người khó độ kia, hà huống trung ấm thân, không gì khó hơn cả, này ta tâm nguyện lớn, chẳng loạn, chẳng nhiễm ô. Góc bồ đề đạo đức, Pháp phạm hạnh viên toàn. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ này xong, lại phóng ánh quang từ tướng lông trắng giữa chặng mày, chiếu khắp vô lượng vô hạn ức thế giới của Đông Phương, Nam Phương, Tây Phương và Bắc Phương, và rồi Ngài hoàng nhiếp lại ánh sáng, ánh sáng ấy xoay quanh Phật bảy vòng rồi nhập vào nhục kế. Thế rồi Đức Bồ Tát Di Lạc từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu và quỳ xuống, chắp tay trước ngực bạch Phật rằng, hay thay, Đức Thế Tôn. Đây là điều chưa ai từng nghe, chưa ai từng thấy. Chúng sanh trung ấm thể chất rất vi tế, thọ mạng dài ngắn ăn uống tốt xấu các loại ấy ra sao, chúng con xin muốn được nghe. Đức Thế Tôn bèn bảo rằng, lắng nghe cho kỹ và khéo suy nghĩ, ta này phân biệt rõ ràng cho ông. Thế nào di lạc ở cõi diêm phù đề đứa trẻ khi mới lọt lòng, người mẹ bồng ẩm cho bú sữa mình đến khi ba tuổi, hết bao nhiêu sữa di lạc đáp rằng, uống đến 180 hộp sữa. Ngoài ra, khi còn trong bụng mẹ đã được nuôi dưỡng bằng huyết phần của mẹ rồi. Cõi đông phất vu đảng đứa bé khi vừa ra đời cho đến lên ba, uống đến 1.800 hộp sữa. Cõi tây câu gia ni đứa trẻ khi vừa mới ra đời cho đến lên ba, uống đến 880 hộp. Cõi bắc quốc đang viết đứa trẻ khi vừa mới lọc lòng thì ngồi được, nhiều người đi đường đưa đầu ngón tay vào miệng đứa bé cho nó bú. Bảy ngày sau đứa bé trưởng thành, cõi này không có sữa, chúng sanh trung ấm nương làng gió để uống ăn. Thọ mạng của chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề là 100 tuổi. Cõi Đông Phất Vu Đãi là 500 tuổi. Cõi Tây Câu Gia Ni 250 tuổi cõi quốc đang viết là 1.000 tuổi. Thọ mạng của thân trung ấm chỉ có 7 ngày. Nhân diện khuôn mặt của châu Diêm Phù Đề là trên rộng dưới hẹp hình trái lê. Châu Phất Vu Đãi thì mặt tròn. Châu Câu Gia Ni trên hẹp dưới rộng, và châu uất đang viết thì mặt chữ điên diện mạo của chúng sanh trung ấm như hóa tự tại thiên ở cõi này danh hiệu của phật thích ca mâu ni đã hoàn toàn diệt mất đức diệu giác như lai xuất hiện ở đời đầy đủ mười danh hiệu như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn ở giữa hư không ngài ngồi trên hoa sen báu phóng ánh sáng của tướng lưỡi soi thấu 87 ức hằng hà sa số cõi đông phương. Nước này có tên là Hóa, Phật hiệu là Kiên Cố, Ngài dùng nhất thừa giáo hóa chúng sanh. Đức Phật nhìn thấy ánh sáng mới bảo các Bồ Tát cùng các quyến thuộc rằng, các ông có thấy ánh sáng này không các vị Bồ Tát trả lời, chúng con đã thấy. Bạch Thế Tôn chúng con không rõ ánh sáng này là quang minh của Đức Phật nào chiếu đến thế giới này. Đức Phật lại bảo rằng, cách cõi Tây Phương 87 ức hằng hà sa số có thế giới tên là Bà Ha, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, bấy giờ 130 ức các vị Bồ Tát ở cõi nước kia nghe theo lời dạy của Đức Phật đi đến cõi Bà Ha. Đức Phật lại căn dặn, các ông đến nước kia rồi nên làm lễ, cúng dường chớ có biến nhát kiêu ngạo. Cho ta gửi lời thăm sức khỏe và sự hoàn hóa của Ngài. Chiêu Bồ Tát thụ giáo rồi lễ dưới chân Phật, hữu nhiễu bảy vòng đột nhiên không thấy Phật nữa mà lại đã đến thế giới bà ha. Cách cõi Nam Phương 87 ức hằng hà sa số, có thế giới tên là Giải Thoát. Đức Phật hiệu là chân tịnh như lai, đầy đủ mười hiệu. Ngài bảo các Bồ Tát, các ông có thấy ánh sáng này không các Bồ Tát đáp rằng, chúng con đã thấy. Thưa không biết ánh sáng này là quang minh của Đức Phật nào chiếu đến thế giới chúng ta Đức Phật kia bảo, cách cõi bắc phương 87 ức hằng hà sa số là thế giới bà ha, Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nay đang dùng diệt độ bỏ thân xá lợi, muốn vào trung ấm giáo hóa. Đó là ánh sáng của Đức Diệu Giác Như Lai, này chính là lúc các ông muốn đến cõi đó. Bây giờ 130 ức Bồ Tát ở cõi giải thoát vân lời dạy đến cõi bà ha. Đức Phật căn dặn rằng, ông đến cõi đó thân cận cúng dường đừng nên biến nhát, kiêu ngạo cho ta gửi lời thăm hỏi sức khỏe và công việc hoàng hóa của Đức Diệu Giác Như Lai. Bồ Tát vâng lời rồi lễ quanh hướng hữu bảy vòng dưới chân Đức Như Lai, bỗng nhiên không thấy Đức Phật, mà đã đến được thế giới bà Ha. Cách cõi Bắc Phương 87 ức hằng hà sa số, có thế giới tên là Lưu Ly. Đức Phật hiệu là lôi âm Như Lai, đầy đủ mười hiệu. Ngài bảo các Bồ Tát, các ông có thấy ánh sáng này không chiêu Bồ Tát trả lời, chúng con đã thấy, không biết ánh sáng này là quan minh của Đức Phật nào chiếu đến thế giới này Đức Phật kia bảo, cách cõi Nam Phương này 87 ức hằng hà sa số, có thế giới tên là Bà Ha. Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, hiện Ngài đang dụng tướng diệt độ xả thân xá lợi, muốn vào trung ấm giáo hóa, đây là ánh sáng của Đức Diệu Giác Như Lai, này chính là đúng lúc các ông muốn đi. Bây giờ 130 ức Bồ Tát ở cõi Lưu Ly, vâng lời dạy của Phật đến cõi Bà Ha. Đức Phật căn dặn, các ông đến cõi đó làm lễ cúng dường đừng nên biến nhát, kiêu ngạo. Cho ta gửi lời thăm hỏi sức khỏe và công việc hoàng hóa của Đức Diệu Giác Như Lai. Bồ Tát nghe xong lễ quanh hướng hữu bảy vòng dưới chân Đức Phật, đột nhiên không thấy ngài nữa, mà đã đến thế giới bà ha. Cách cõi đông bắc phương 87 ức hằng hà sa số, có thế giới tên là không tịnh Đức Phật hiệu là hư không tạng, đầy đủ mười hiệu. Có 130 ức Bồ Tát Cách Cõi Đông Nam Phương 87 ức Hằng Hà Sa Số, có thế giới tên là Xí Nhiên, Đức Phật Hiệu là Quảng Hiển Như Lai, đầy đủ 10 hiệu. Có 130 ức Bồ Tát Cách Cõi Tây Nam Phương 87 ức Hằng Hà Sa Số, có thế giới tên là Tinh Tú, Đức Phật Hiệu là Nguyệt Quang Như Lai, đầy đủ 10 hiệu, có 130 ức Bồ Tát Cách Cõi Tây Bắc Phương 87 ức Hằng Hà Sa Số có thế giới tên là Hoại Ma, Đức Phật hiệu là Dũng Mãnh Phục Như Lai, đầy đủ mười hiệu, có 130 ức Bồ Tát. Cách cõi thường phương 87 ức Hằng Hà Sa Số, có thế giới tên là Hải Tích, Đức Phật hiệu là Thường Diệu Như Lai, đầy đủ mười hiệu, có 130 ức Bồ Tát. Cách cõi hạ phương 87 ức Hằng Hà Sa Số, có thế giới tên là Thông Đạt, Đức Phật hiệu Vô Úy Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Ngài bảo các Bồ Tát, các ông có thấy ánh sáng này không chư Bồ Tát đáp, chúng con đã thấy, không biết ánh sáng này là quan minh của Đức Phật nào Đức Phật kia bảo, cách cõi thượng phương 87 ức hằng hà sa số có thế giới tên là Bà Ha. Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni nay đang dùng diệt độ xả thân xá lợi, muốn vào trung ấm giáo hóa, đây là ánh sáng của Đức Diệu Giác Như Lai, đây là đúng lúc các ông muốn đi. Có 130 ức Bồ Tát ở cõi Phật kia, vâng lời của Đức Phật mà đến thế giới bà ha. Đức Phật lại căn dặn rằng, các ông đến cõi nước kia làm lễ cúng dường chớ nên biến nhát, kiêu ngạo. Cho ta gửi lời thăm hỏi sức khỏe và công việc hoàng hóa đến Đức Diệu Giác Như Lai. Chư Bồ Tát nghe xong lễ quanh hướng hữu bảy vòng dưới chân Đức Phật, bỗng nhiên không thấy Ngài nữa, mà đã đến được thế giới bà ha. Thế rồi chư Bồ Tát đảnh lễ cúng dường Đức Diệu Giác Như Lai. Làm lễ xong mỗi vị đều ngồi về một hướng. Bấy giờ Đức Diệu Giác Như Lai bèn phóng tướng lưỡi dài rộng đẹp như hoa sen đỏ như hoa ưu bát qua bên trái bên phải của lỗ tai ngài. Ngài thuyết: "Ta đã từ vô số a à tăng kỳ kiếp, thực hành hạnh thanh tịnh không có hư dối. Chúng sanh mà ta đã độ nhân duyên đã xong, như bỏ thi hài giữa cánh đồng hoang nay lại gây duyên và lập hạnh đầu hiện bồ tát ở đây có lập hạnh đắc lực có vị sơ phát lại có bốn chúng chưa từng lập hạnh đang nhờ oai thần phật lực tiếp dẫn khiến cho đại chúng biết được quá khứ tương lai cùng hiện tại pháp của chư phật hiếm có không thể luận bàn nói xong ngài liền thuyết kể rằng người nhiều đời ngu muội chẳng vào vô lậu pháp quanh quẩn trong năm đường nhiễm ô không tịnh hạnh, ta tuy ở cõi này, dứt sạch năm dục khổ, lành thay xưa chỗ nguyện, ngày nay đã hoàn thành, như người phun nước bọt, bậc trí uống được sao, ta từ vô số kiếp, tu hành thanh tịnh Phật, bỏ thân rồi thọ thân, nào một kiếp hoặc hai, nếu có người sáng trí, vẽ xá lợi trên đất, thì còn thấy hình ta, có người không giải thoát, đêm dài sanh tử mãi, sống ngu theo năm đường, đoạn diệt không còn đường, cầu Phật chứng nê hoàng xưa hiệu thích ca văn, xá lợi thân lưu hóa, nay ta vào. Không giới, trung ấm độ mọi loại. Khi Đức Thế Tôn nói kệ này, tám vạn bốn nghìn na do tha chúng sanh đều nhàm chán sanh tử, cùng phát tâm vô thượng bồ đề, và có bảy mươi ức chúng sanh, các trần cấu đã sạch và đắc pháp nhãn tinh. Bảy nghìn vạn chúng của Bồ Tát Ma Giới, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy sửa sang y phục, chắp tay rồi lui ra.